Chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà với các vấn đề trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng dự tại điểm cầu Đà Nẵng. Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch quản lý và sử dụng đất tại đô thị, về trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng đấu giá đất để đẩy giá đất lên cao nhằm trục lợi cá nhân như vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai. Cùng với đó là các vấn đề về kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải phát sinh từ phòng chống dịch COVID-19, cũng như việc vận chuyển thu gom chất thải rắn hiện nay. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, đến nay việc giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá đã hạn chế được tiêu cực, lợi dụng cơ chế xin cho, bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, gần đây xảy ra tình trạng lợi dụng việc đấu giá để đẩy giá đất vượt xa giá thị trường nhằm trục lợi cá nhân. Vấn đề này cần nhiều giải pháp tổng thể để xử lý. Và các hội là chúng tôi thấy là cái thứ nhất là phải có quy định là phương pháp trình tự để đấu giá đối với đất tài sản đất đai phải có cái phương pháp khác hơn so với trình tự này, chặt chẽ hơn. Về góc độ luật đất đai thì mới quy định về cái điều kiện các doanh nghiệp tham gia đấu giá, nhưng mà chưa quy định cụ thể các điều kiện nó cụ thể nào, đặc biệt là vấn đề thể hiện cái năng lực của doanh nghiệp. Đó là vấn đề thể hiện năng lực doanh nghiệp là chấp hành các kỷ cương pháp luật nói chung, không để xảy ra những tình trạng này khác, hay là cái những vấn đề trong kinh nghiệm thực tiễn. Và những cái vấn đề này thì chưa được quy định nó rõ ràng, và kể cả cái tiền gọi là tiền đặt trước, tiền đặt cọc hay vân vân, hoặc là trong trường hợp cái giá mặt bằng, giá khởi điểm với vấn đề mà phát sinh cái giá sau này đấu giá tăng lên nhiều lần, thì những cái vấn đề liên quan đến như thế nào là một cuộc đấu giá bình thường, như thế nào là một cuộc đấu giá không bình thường thì cần phải quy định bởi pháp luật. Còn vấn đề về quân xanh quân đỏ thì đây là một điều có thực, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu trong trường hợp đất đai. Liên quan đến các vấn đề môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đã trả lời cụ thể các biện pháp cả về việc hoàn thiện pháp lý lẫn trên thực tế nhằm kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải công nghiệp. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên tinh thần tăng cường ứng dụng công nghiệp mới, các biện pháp tổng thể về xử lý ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và việc xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương. Về chất thải liên quan phòng chống dịch COVID-19, ngành cũng đã phối hợp với ngành y tế để đảm bảo việc thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định là chất thải nguy hại.